lòng thêm đau. Thôi mình chia tay xót xa làm gì khi tình đã phai. Xin đừng hỏi vì sao đã yêu anh nhiều nay lại chia tay. Xin đừng hỏi vì sao đã yêu anh nhiều nay em lại thôi. Em cũng đau buồn khi anh mãi xa em rồi. Dẫu em biết rằng chia tay nhau tim anh quặn đau, nhưng em không muốn dối gian lòng khi không còn yêu. Thôi mình chia tay cho trái tim đớn đau một lần để rồi nhớ nhau. Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Trong một clip mở nội thất hai đôi 722 và một đôi 715 Becky USA, một cái tình trạng đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Và tất cả các bác cùng em khám phá nội thất của hai cặp 722, một trong những series bát 30 từ leo đẹp khủng khiếp và cũng hay dã man luôn các bác nhá. Trong đây nó có sẽ có hai đôi, và khi em mở nội thất xong cũng là lúc em sẽ dán tem sẵn sàng tắm rửa sạch sẽ và chờ tất cả các bác nhá. Đây là một đôi C41 đấy. Thì các bác hãy nhắn tin hoặc gọi điện là anh thích đôi C41, còn đây đôi là 55F các bác nhá. Đấy. Và đây sau đây em sẽ đi lần lượt nha các bác nhá. Bắt đầu đôi đầu này, cà su này, các bác nhìn tép nhá, không cần phải tả, giới thiệu bằng hình ảnh. Ok, dính bông nha này, dính bông nha. Đấy. Cái quan trọng nhất của một đôi loa thì liên tục em đã phải nhắc nhở tất cả các bác rằng đó là coi gì. Rất mới các bác nhá, rất mới luôn, phải nhấn mạnh luôn là rất mới luôn. 07 tiếp tục chiếc bên này. Trùng mã luôn này. Đây nhá, 69 các bác nhìn này. Trùng tất luôn. Đấy. Và củ tép cũng trùng luôn. Các bác nhìn này, 07. Đây. Hai cái tép em để riêng ở đây để các bác so sánh nhá. Đấy. Rất chi tiết để cho các bác so sánh này. Đây là hai cái coi tép. Đấy, các bác nhìn nhá. Mới chưa? Nó còn trùng cả củ tép luôn. 07 luôn. Trùng cả series luôn, mã bát cũng trùng luôn các bác nhá. Đấy, bác nào chơi được ngon quá gì nữa, mới như mới cứng luôn. Đấy. Và các bác nhìn. Đấy. Đấy.
quay cho các bác nhìn còn nguyên cả. C40 trùng tất từ trong ra ngoài nhá. Đây là cho những bác nào mà siêu tầm và thích trùng tất luôn này. Đấy. C40. Clip nó có thể hơi dài một chút. Các bác có thể theo dõi. Tiếp tục lại đi vào bát. Bát này các bác nhìn nhá. 64 này. C41. C41 này. C41. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Tức là nó trùng toàn bộ nguyên zin của nó luôn. Và nếu bãi 64 này, nếu bãi thì rất hiếm các bác nhá. Khi mà đã gặp được trùng như này, tức là người ta chơi phải giữ gìn lắm và còn đẹp lắm thì nó mới trùng như thế này các bác nhá. C64 này, 64 này, C41 này. Toàn bộ dấu 64, đủ dấu 64, C41 luôn này. Đấy, đẹp xuất sắc. Và sẽ tiếp tục đi vào màng bát côn. Đây, côn này. Cái cổ này nó còn dễ soi, cái cổ đời 4 số kia khó soi. Côn nhá, màng này. Đấy, zin đen luôn này. Đấy, tiếp tục con thứ hai này. Đấy, keo này các bác nhìn nhá. Đấy, cả ngoại thất luôn nhá. Các bác sẽ chờ đón cả ngoại thất luôn. Đây. Đẹp chưa? Sắc nét luôn. Tức là cái bên trong này các bác nhìn này, nó vẫn còn ánh lên này. Bao không sơn lại đôi này các bác nhá. Đấy. Hôm qua có thể em, hôm trước em phát live stream rồi, có thể nó bị ánh sáng ấy, thì các bác nhìn nó không được sắc nét như thế này. Đây. Đó. Còn đây các bác nhìn cái rổ ốc này, mới cáu luôn. Và tiếp tục các bác đi vào phân tần nhá. Đây là chiếc này là C41, có hai cặp mà. Mới là các bác nhìn mới chưa? Đó, Mỹ nhá, USA, coi như là mới luôn. Đấy. Chiếc thứ hai, trùng hết mã cũ nhá. Là chiếc thứ hai. Chưa nói đến không biết là bao nhiêu tiền, đắt rẻ như nào, nhưng mà các bác nhìn này đã sướng rồi. Kể cả từ xa quá yên tâm luôn, đúng không? Rất yên tâm luôn về cái độ này. Có rẻ được 1-2 triệu cũng không giải quyết vấn đề gì. Bụi nhá, vẫn còn mấy bụi trắng này không tính. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Thứ hai, khi mà đã quay lên trên kênh này rồi thì các bác không biết, nhưng mà rất nhiều người anh em biết. Đấy. Các bác chỉ cần chiến thắng một cái qua khỏi là mình mua được đôi loa đẹp. Chứ còn tranh nhau một vài triệu mình không quan trọng. Các bác là người chơi, thấy không? Sắc nét luôn. Và đây, các bác hãy báo đôi số mùa, đây là đôi C41 thì các bác sẽ báo em. Trùng bát luôn. Đó. Tức là một loại trùng tất cả series từ bát cho tới tép các bác nhá. Đấy. Thì các bác biết là nó đi cặp như thế nào rồi. Đấy.
Đây, phân toàn đây các bác. Còn mới giòn nhá. Đấy. Clip nó sẽ tương đối dài một chút, em cũng phải quay nhanh. Còn một cái rất... chiếc thứ hai, đây là chiếc thứ hai này. Đấy. Cặp thứ hai đây nha, 55D chuẩn luôn, đẹp xuất sắc luôn. 55D nhá. Thế là các bác thấy quá rồi đúng không? Vào đây tép. Không bảy. Không bảy này. Đó. Cái này nó rất quan trọng và em cũng nhắc tất cả các bác rất là nhiều. 5555 3 số 5. Mã tép 07. Ui. Quá đẹp luôn. Đây đây đây, đây. Vơ vào. Tiếp tục. Mã tép 07. Đấy. Năm năm tư, bác thấy chưa? Đấy. Và tiếp tục tiếp tục bát đây, 55F, 55F. Rất hiếm các bác nhá, chứ không phải là trùng như này dễ đâu. 55F. Và đây là 55F. Các bác nhìn thấy chưa? Gần luôn. Phân tần. Như mới luôn. Các bác nhá. Tiếp tục gần keo. Ok. Mã màng đẹp xuất sắc luôn, bông ngồi nguyên zin luôn. Và các bác nhìn luôn. Xuất sắc luôn các bác nha. Các bác chả chơi chơi loa gì. Tép 2451H củ to bác nha. 2451H này. Tất cả đều trùng seri. Mã bát, mã tép. Chiếc thứ 3. Ok, chỉ cần nhìn thế là đủ rồi. Tất cả đều trùng hết, trùng hết cả series mã bát đến mã tép, tức là của nó nguyên zin tất tần tật các bác nhá. Này các bác nhìn này. Ok. Phân tần như mới luôn. Đấy. Các bác chỉ cần mua được hàng bãi đẹp như thế này mà zin là các bác đã chiến thắng rồi, không cần phải giá cả nó như thế nào cả. Chứ các bác mà bị làm lại là ăn quả đắng rồi.
không cần nói rẻ hay đắt. Có thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số máy em ở Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhá. Và đây 725, quên cái này không bật tép ra rồi. 715 lại 715. Đây, phân tần đây. Mỹ các bác nha, đẹp choang luôn này, lóng lánh bảy màu. Chiếc thứ hai. Đây em quay rồi. Như mới nhá. Và em đã về tạm thời 4 cây xua UR, UR4S tạm thời 4 cây và tiếp tục còn 6 cây tiếp tục trên đường về lốt các bác nha. Một trong những dòng xua cực kỳ cao cấp, receiver dài 43 phân đó. Bác nào cần thì alo em cao nhá. Và vừa rồi là tất cả những cái gì mà clip mở nội thất rất rất chi tiết để gửi đến tất cả các bác. Và các bác nhớ là em cao đang có hai đôi, thì các bác nhớ cái mã cũ em đặt, bác thích đôi nào thì các bác alo cho em cao đôi đó các bác nhá. Thank you các bác rất rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã xem clip tương đối dài của Cao GBL Hoàng Mai. Xin cảm ơn tất cả các bác. Vâng, sau đây xin mời tất cả các bác ngắm ngoại thất của 722. Đúng là chưa bao giờ đẹp thế các bác nhá. Hai cặp toàn bộ trùng series bát và tép. Thank you.
được đôi nào đẹp hơn đâu, vì nó đều xuất sắc luôn các anh em. Và mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số điện thoại em ở Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều. Mọi thông tin chi tiết xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip tương đối dài của Cao JBL Hoàng Mai.